biểu diễn sống. Phong cách sôi động hay quá. Dạ đúng rồi chị, mà chưa hết đâu chị à. Ngoài phong cách nhạc cụ vân tay, chị còn được xem tiết mục múa dân gian của dân tộc Hồng Mông nữa đó. Chị nghe nói múa rất khó. Dạ đúng, múa dân tộc rất khó, đòi hỏi các bạn phải luyện tập lâu và có khiếu nữa chị. Mà chị nghe nè, chương trình năm nay khác năm ngoái hay lắm. Là sao? Chị không hiểu. Chương trình năm nay gồm 4 thể loại, ngoài nhạc cụ và múa còn có ca tài tử và ca múa nhạc hay lắm chị ơi. Vậy mình vào xem tiếp em ha. Dạ đi chị.